Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 token có KEO RFX nha bạn. Thì một token RFX này là khoảng 1 đô. Thì để tham gia giá này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đóng start cho chatbot nè bạn. Rồi, các bạn bấm continue để lướt cực xa dự của bot nha bạn. 90. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group nè. Bắt đáp lợi, join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi, tiếp tục follow tại Twitter rồi retweet bot. Trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè. Rồi, các bạn like và chặn cho tweet tan vàng các bạn của mình vào đây bạn. Hoặc các bạn có thể tweet lại cũng được nữa các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lợi. Và bấm don. Rồi thôi cứ join kênh channel, còn mình join rồi thì các bạn don nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn, đã follow dán. Tiếp tục thôi join không, bạn kiểm tra lại các bạn, bạn bấm don. Tiếp tục còn gửi địa chỉ VPNB xà Machine Bet 20 trên chiếc chocolate mình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã nhận được 5 token có hiệu là RFX nha bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối trong vòng tháng 7 nha bạn. Ok, như vậy video mình.